cùng bạn đọc sách xin chào quý vị và các bạn. Sau khi đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 3 tháng 9 năm 1945 tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định xây dựng một bản hiến pháp dân chủ là một trong 6 nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ. Người nói, trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế nên nước ta không có hiến pháp, nhân dân ta không được hưởng quyền tự do, dân chủ. Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ. Ngày 20 tháng 9 năm 1945, Chính phủ lâm thời ra sắc lệnh thành lập Ban dự thảo hiến pháp gồm 7 người do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Tháng 11 năm 1945, Ban dự thảo đã hoàn thành công việc và bản dự thảo được công bố cho toàn dân thảo luận. Hàng triệu người Việt Nam hăng hái tham gia đóng góp ý kiến cho bản dự thảo. Ngày 2 tháng 3 năm 1946, trên cơ sở Ban dự thảo hiến pháp của Chính phủ, Quốc hội khóa 1 đã thành lập Ban dự thảo hiến pháp. Ban dự thảo đã tổng kết các ý kiến tham gia đóng góp của nhân dân và xây dựng bản dự thảo cuối cùng để đưa ra Quốc hội xem xét, thông qua. Ngày 9 tháng 11 năm 1946, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 1 đã thông qua bản hiến pháp đầu tiên của nước ta. Hiến pháp được thông qua đã đánh dấu sự cáo chung của nền thống trị ngoại bang, tuyên bố nước Việt Nam độc lập từ Bắc đến Nam, theo chế độ dân chủ nhân dân. Quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo, các quyền tự do dân chủ được đảm bảo. Kể từ đó đến nay, đã có 5 bản hiến pháp đã được ban hành, Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980. Hiến pháp năm 1992 được sửa đổi, bổ sung năm 2001 và bản hiến pháp đang có hiệu lực là bản hiến pháp năm 2013. Mỗi bản hiến pháp đều gắn liền với một giai đoạn phát triển của lịch sử cách mạng dân tộc. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn bản pháp luật có giá trị cao nhất, có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống pháp luật và đời sống chính trị của mỗi quốc gia, đồng thời có thể coi là tuyên ngôn chính trị của mỗi chính thể nhà nước. Hiến pháp là cơ sở pháp lý để xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, đồng thời là cơ sở cho việc tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước. Hiến pháp Việt Nam là đạo luật gốc, quy định những vấn đề hết sức cơ bản của một nhà nước. Quý vị và các bạn muốn tìm hiểu về bối cảnh lịch sử cũng như bản chất các bản hiến pháp của Việt Nam đã được ban hành trong các năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013. Hãy tìm đến cuốn sách Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ, các bản hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013 do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành năm 2020. Sách dày 244 trang. Cùng bạn đọc sách xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn.